Xin chào anh em đã quay trở lại với cả con, mình là Hoàng đây. Và rất xin lỗi anh em thì tuần trước chúng mình đi đi Computex nên là tương đối là muộn, tương đối là trễ và không kịp thời gian để làm Q&A cho anh em. Thế nên là hôm nay sẽ bù lại bằng một chương trình Q&A anh em nhá. Thì Q&A là chương trình nhằm mục đích là trả lời các câu hỏi của anh em về vấn đề liên quan tới máy tính, liên quan tới công nghệ vân vân và mây mây. Và nó sẽ được phát sóng vào thứ bảy lúc 7 giờ tối với 7 câu hỏi anh em nhá. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 42 rồi anh em ạ. Bây giờ hãy bắt đầu cùng câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên thì của bạn đó chính là Quang Lộc Nguyễn. Bạn ấy hỏi là cấu hình bạn là Z390 i5-9600K GTX 1070 và bạn đang sử dụng nguồn là 750. Thì em muốn nâng lên 4070 hoặc 3080 thì có bị nghẽn hay không? Câu trả lời là có nhưng mà rất ít khi bị nghẽn nhá. Cái tỷ lệ nghẽn của nó có thể nói là chắc khoảng tầm 10% khi mà bạn chơi ở Full HD 10-15% nhá. Tức là sẽ có 10-15% tựa game sẽ bị nghẽn ở đấy. Tức là con số khá ít với tổng số tất cả các tựa game bây giờ. Đặc biệt thì các bạn mà chơi những tựa game eSports thì kiểu gì nó cũng sẽ nghẽn rồi, bởi vì đa số eSports đều dựa vào CPU nhiều chứ không dựa vào card nhiều. Vậy thế nên là dùng 4070 hay 3080 thì đều ok với cả chiếc 9600K của bạn. Còn cái nguồn 750W ấy thì rất ok với cả chiếc 4070, nhưng mà đấy là cái giới hạn của 3080 nhá. Cho nên ví dụ như là 3090 thì đừng dùng cái này, xin đấy. Ok, câu hỏi thứ hai đó chính là của bạn Bùi Sĩ Hưng. Bạn hỏi là 12700K lắp main D4 hay lắp RAM D5, main D5 và RAM D5 dùng tản nhiệt nào để phù hợp ạ? AD tư vấn. Ok, thì chiếc tản nhiệt thấp nhất mà mình sẽ tư vấn cho bạn ấy đó chính là chiếc Thermalright Frost Commander 140 ấy. Em tản đấy là em tản hai tháp có quạt 140 và có một cái hiệu năng trên giá tiền nó cũng tương đối là tốt. Đấy là chiếc tản min mà mình tư vấn cho anh em nhá. Còn nếu mà anh em cảm thấy không hài lòng hoặc anh em xem các review ấy thì anh em có thể nâng lên những chiếc tản 240 khác hoặc là 360 nếu mà cảm thấy như là CPU quá là nóng. Còn chiếc tản kia thì sẽ vẫn giúp cho chiếc CPU của anh em hoạt động max công suất nhưng nhiệt độ của nó thì hơi cao anh em ạ. Nói chung là Intel dạo này nóng lắm. Ok, câu hỏi thứ ba của bạn Remus. Bạn hỏi là i5-13500 lắp main H770 có ổn không anh em? Thì thực ra thì lắp vẫn rất là ok thôi, nhưng mình cảm thấy rằng H770 cái sự chênh lệch về gọi là chức năng nó không nhiều so với cả B760, mà nó lại không nổi tiếng, không nổi trội, ít cửa hàng bán. Thế nên là cũng sẽ ít cửa hàng bảo hành hơn cho bạn. Thế nên là nếu mà bạn có kèo free hoặc giá siêu rẻ thì hãy mua con đấy. Còn nếu không thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên lựa chọn cho mình một chiếc B760 nhá. Còn ấy, nếu mà thực sự bạn muốn một chiếc gọi là 9 hay gì ấy thì mua hẳn Z đi, chứ đừng mua H làm gì nhá. Đó. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Đức. Bạn hỏi là 9400F với cả 3060 có nghẽn không? Nó thực sự rất là khó để trả lời được câu hỏi này, bởi vì có rất nhiều trường hợp nó sẽ bị nghẽn. Những trường hợp như kiểu anh em chơi những tựa game eSports hoặc là những tựa game cũ dựa nhiều vào card, dựa nhiều vào CPU thì nó sẽ bị nghẽn thôi. Còn đa số các tựa game bây giờ thì đều dựa vào card nhiều, thế nên là khó lòng mà bị nghẽn lắm. Mà đặc biệt là chiếc 9400 theo mình nhớ là cũng có 6 nhân rồi, thế nên là về load link load đủ của nó cũng tương đối là ok. Thế nên là để mà mình nói thì chiếc 9400 không quá nghẽn so với cả chiếc 3060 Ti. Mình nghĩ khoảng tầm 10% tựa game hoặc 5% tựa game là sẽ bị nghẽn trên chiếc card này với cái chiếc CPU này thôi anh em ạ. Rồi, tiếp theo là bạn Fritz. Bạn hỏi là 4500 chạy trên X370 có tối ưu không? Thì cái câu trả lời của mình là chạy rất ổn nha bạn. Bởi vì chiếc mấy chiếc main của AMD ấy, nó sẽ update cho bạn từ đời 1000 cho tới cả đời gọi là 5000 luôn nếu mà anh em update đúng phiên bản BIOS. Thì và đặc biệt là chiếc X370 ấy, bởi vì nó là X370 mà, thế nên thường nó sẽ là mainboard cao cấp trong những con mainboard AMD. Điều đó thì dẫn tới có nhiều cổng USB hơn này, có nhiều cổng PCIe hơn này và sẽ có nhiều VRM hơn. Vậy nên là chiếc 4500 có thể chạy thoải mái trên chiếc X370 như vậy. Anh em phải biết rằng là có những chiếc B350, A320 vẫn chạy gọi là chiếc Ryzen 7 5700X3D thoải mái cơ mà. Cho nên là 4500 của bạn chả là vấn đề gì với cái chiếc X370 đâu. Nó thật là như thế đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là bạn Nguyễn Văn Thích Em. Bạn ấy hỏi là nên chọn i7 13700K 4070 Ti hay là 13900K 4070 cùng tầm giá. Nhu cầu là thiết kế AI là Illustrator này, Photoshop dựng phim 4K 60 trên DaVinci. Thực ra ấy thì
mình cảm thấy rằng là bởi vì bạn còn dùng cả Photoshop, bởi vì bạn dùng còn cả gọi là Illustrator, thế nên là mình sẽ tư vấn bạn của bộ ý chí nhá. Bởi vì thực sự thì cái sự chênh lệch hiệu năng làm việc giữa 4070Ti và 4070 nó không nhiều như anh em nghĩ đâu. Thế nên là mình nghĩ rằng cái thứ khác biệt đây đó chính là số nhân CPU và i9-3100K thì có rất nhiều nhân. Nhưng để có thể hoạt động được tốt với cả chiếc i9 đó thì bạn bắt buộc phải mua một chiếc tản nhiệt xịn sò con bò. Thế nên là hãy đầu tư vào cho tản nhiệt của mình nhá, chứ không chỉ đầu tư cho CPU và mainboard hay là cả GPU đâu. Nhớ đầu tư cho tản nhiệt cho chiếc bộ máy của bạn. Và câu hỏi cuối cùng đó chính là của bạn Lai Lê. Bạn hỏi là 4060Ti hơn 3070Ti không hay con ơi. Câu trả lời là không đâu bạn nhá. Nhiều lúc còn chưa chạm tới cả 3070. Nhiều lúc nó thật là hiệu năng thuần của nó cũng không thể nào bằng 3070 được. Thế nên là đặc biệt là 4K. Thế nên là nếu mà việc so sánh với cả 3070Ti á, mờ đi anh em ạ. Rồi, và đó tổng cộng là 7 câu hỏi trong chương trình Q&A số thứ 42 của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới công nghệ thì có thể để ở dưới để mình có thể trả lời một cách nhanh chóng nhất nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.